dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần làng tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoa phong tự. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoa phong tự sanh. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoa phong tự sanh. Đời tôi si như nhàn quá trường không, mỗi khi làm việc đều không đua anh, chỉ nguyện đua say luôn đông đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ hôm nay nên cất bước lên đường, dù gian khó dù phong ba vẫn bên lòng, không nhục chí đấng trường phu. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, soi sáng đời mình bằng một lối đi chung. Là cống hiến, là lợi danh, là cho đi không hề suy tính. Dân thân vào khắp chốn nơi vùng sâu, giúp cho người vượt thoát với niềm đau. Tìm được cho mình một lối đi tươi sáng, trái tim thiện nguyện luôn vững vàng hành tiến. Không mong cầu, không suy tính, câu thiệt hơn, có
không lo lắng nhục vinh hay thành bại. Xin giữ tâm lành làm sứ giả Như Lai, ngày ngày tu học tháng tháng dân thân bằng hoàng pháp. Sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vững bước lên đường, hãy vì lòng thiện nguyện mà đua say, đêm ánh sáng bình an vun mầm sâu bằng hoàng pháp. Sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vững bước lên đường, chạy lòng mình. Chúc mừng Dương Công Đức, thường đoàn ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Dương Công Đức, thường đoàn ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, cùng Dương Công Đức Cao Niên trụ trì Thánh Tự Điện. Để tiếp nối sự truyền thừa của thầy tổ trong sự nghiệp hoàng dương đạo pháp báo Phật ban đức ở đủ duyên lành, nhờ vào ơn tam bảo gia hộ và được sự chấp thuận của thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, sự quan hệ của chúng chúng hôm nay ngày 29 tháng 2 năm Giáp Thìn, được sự giao sách của các cấp giáo hội, sự đồng ý của các cấp chính quyền, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, hiện cùng đạo tràng chùa Phú Tâm ca nghiêm tổ chức để công bố và trao quyết định bổ nhiệm chủ tịch chùa Phú Tâm. Giờ phút này hãy theo chương trình của buổi lễ đã đến giờ thỉnh đại tăng quan âm hòa thượng chứng minh giáo hội. Chúng con xin được thay mặt ban tổ chức cây đầu thỉnh chứng minh thiêu con thiện đức quan âm hòa thượng chứng minh giáo hội sáng hôm nay hưởng mong chư tôn đức từ khi tất cả nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha la. Trên chư tôn đức đã nhận toàn tất cả cho rồi, hãy cho con đây là lãnh lễ của mình. Chư con kính lễ hiện tòa đạo tràng chư tôn thịnh thức tăng già tam thế quan. Ban nghi lễ, ban tu bổ từ từ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Chứng Minh. Kính thưa chư vị khách quý và vị Nam Đức Phật tử. Mái chùa không biết từ bao giờ đã trở thành ngôi nhà chung che chở hồn dân tộc. Đó chính là ngôi nhà tâm linh hướng dẫn con người biết nhân quả đạo lý, biết sống đạo đức, yêu thương, gắn bó với quê hương đất nước. Nên chùa là cái hồn của dân tộc, thân thương gần gũi, hòa quyện trong lòng người dân như máu với thịt, như hơi thở, như bữa ăn hàng ngày. Ngôi chùa sở dĩ trở thành một nét văn hóa đặc thù, trở thành ngôi nhà tâm linh thiêng liêng giữa cuộc đời bụi bặm khổ lụy này là do vị trụ trì. Nếu như ngôi chùa là linh hồn của dân tộc, thì vị trụ trì là linh hồn của ngôi chùa. Ngôi chùa có mang tính nhập thế và hưng thịnh hay không là do đạo hạnh và tài năng lãnh đạo của vị trụ trì. Chùa Phước Long, tọa lạc ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, được thành lập cách nay trên dưới 200 năm. Chùa được tiếp nối với nhiều đời trụ trì, hiện tại Đại Đức Thích Thiện Tiếp trụ trì đời thứ 6. Vì tuổi cao sức khỏe kém nên Đại Đức đã làm đơn thỉnh nguyện trình với ban trị sự các cấp giáo hội bổ nhiệm cho Đại Đức Thích Nhiệm Bảo đảm nhiệm chức vụ trụ trì. Sáng hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2024, ngày 29 tháng 2 năm Giáp Thìn, được sự chỉ đạo của ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đồng thuận của các cấp chính quyền, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho cùng đạo tràng Phước Long trọng thể tổ chức lễ triển khai và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long đến với Đại Đức Thích Nhuận Bảo. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách, lãnh đạo các cấp chính quyền cùng vị nam nữ Phật tử thân mến, chương trình lễ triển khai và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long sáng hôm nay diễn ra với những nội dung như sau: niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do thông qua chương trình, giới thiệu thành phần để tham dự, triển khai quyết định bổ nhiệm trụ trì, trao quyết định phát nguyện của tăng trụ trì là giáo huấn của bổn sư và trao pháp bảo, huấn cờ của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tặng quà và qua lưu niệm tăng trụ trì, cảm tạ của ban tổ chức hồng hướng quý mạc. Đó chính là những chương trình đã triển khai và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì của Phước Long sáng hôm nay. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thông tin. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, về chứng minh và tham dự buổi lễ bổ nhiệm trụ trì sáng hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng con được cung kính cung tiên cung danh nơi nghi chứng minh thứ nhất, toàn thể những hòa đạo tràng quan hiệu cung đón chứng minh cao quý của thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Lộc, ủy viên hội đồng trị sự trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Nhân, ủy viên hội đồng trị sự phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Chúng con xin giới thiệu đại đức đạo hiệu Thích Huệ Pháp, phó trưởng ban chánh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Con xin giới thiệu thượng tọa đạo hiệu Thích Nhuận Đức, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Con xin giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Nhẫn, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông. Con xin giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Bửu Hòa, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông. Con xin giới thiệu đại đức đạo hiệu Thích Thiện Trí, bổn sư của Đại Đức Thích Nhuận Bảo. Nơi nghi chứng thứ hai mà chúng con xin kính giới thiệu thượng tọa đạo hiệu Thích Hải Châu, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Vũ, phó thư ký phó văn phòng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
con giới thiệu còn đạo hiệu Sư Quân Phước, phó trưởng ban trưởng ban trị sự giáo hội Giáo Việt Nam Phật Giáo Việt Nam. Con kính giới thiệu là đại đức Thích Minh Bảo, trưởng ban dân vận tự thành phố Mỹ Tho. Con kính giới thiệu là đạo hiệu Thích Minh Chánh, trụ trì đạo đình Thăm Rước. Con kính giới thiệu là đạo hiệu Thích Đức Thông, trụ trì chùa Vũ Lâm. Con xin kính giới thiệu như trưởng đạo hiệu Tín Hữu Hoài Nam, phó trưởng ban ban trị sự giáo hội Giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho. Chúng con được thay mặt các tổ chức, từ quan hệ đón tiếp, ban thường trực ban trị sự giáo hội Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ban thường trực ban trị sự giáo hội Giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho cùng chúng con rất giáo phận chủ trì các sự kiện đồng thăng long kính dự buổi lễ sáng hôm nay, các chúng con được trân trọng cung kính và sự chung. Về phía đại diện của các cấp chính quyền, thay mặt ban tổ chức mà xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hoàng Liêu, phó giám đốc sở nội vụ tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, ông Trần Văn Thuê, đồng phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Bảo, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho. Trân trọng giới thiệu ông Lê Tiến Phúc, phó trưởng phòng công an thành phố Mỹ Tho. Trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Hạnh, phó phòng nội vụ thành phố Mỹ Tho. Trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Mừng, nguyên chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho. Trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Tính, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh. Trân trọng giới thiệu ông Võ Hữu Tài, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đạo Thạnh. Thay mặt ban tổ chức quan hệ được đón tiếp tất cả quý quan khách, lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành các cấp đã trở về tham dự buổi lễ. Ban tổ chức xin được giới thiệu chung và chúng tôi xin được tiếp đón quý nam nữ Phật tử đã trở về tham dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long sáng hôm nay. Một lần nữa xin nhiệt liệt hoan nghênh và chào đón tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, để cho tính pháp nhân và pháp lý của đại đức tăng trụ trì được trọn vẹn, tiếp theo chương trình chúng con xin cung thỉnh đại đức đạo hiệu Thích Minh Vũ, phó thư ký, phó văn phòng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định bổ nhiệm chủ trì và điều hành trao quyết định. Xin cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên thượng tọa Thích Quảng Lộc, ủy viên hội đồng trị sự trung ương, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Kính bái bạch trên Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Nghi trong ban thường trực tỉnh cũng như trong ban thường trực các huyện thị thành và Chư Tôn Đức trụ trì các đại diện. Kính thưa ông Lê Hoàng Liêm, phó giám đốc tỉnh ủy. Kính thưa Chư Tôn Đức, các quý quan khách, lãnh đạo chính quyền tỉnh cũng như thành phố Mỹ Tho và chính quyền sở tại. Kính thưa quý nam nữ, chúng tôi đại diện cho ban thư ký tỉnh Tiền Giang đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ban trị sự số 013 QD, ban trị sự quyết định về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trưởng ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, căn cứ khoảng 12 điều 38 chương 6 hiến chương Giáo Phật giáo Việt Nam, tu chỉnh lần thứ 7
căn cứ điều 52, 53, 55, 56, chương 10, quy chế hoạt động ban cán sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, căn cứ công văn số 383 Sở Nội vụ Tiền Giang ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận đăng ký bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long, xã Đậu Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Quyết định điều 1, nay bổ nhiệm Đại đức Thích Nhuận Bảo Thế Danh Mai Ngọc Quý, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1987, cư trú ấp Long Hòa B, xã Đậu Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đảm nhận chức vụ trụ trì chùa Phước Long, tọa lạc tại ấp Long Hòa B, xã Đậu Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điều 2, trụ trì chùa Phước Long hướng dẫn Phật tử địa phương tu hành đúng chánh pháp của Đức Phật chế định, chăm lo và phát huy ngôi tam bảo ngày một hưng thịnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, thực hiện nghiêm túc hiến chương Giáo Phật giáo Việt Nam, quy chế hoạt động các thân sự Trung ương Giáo Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước hiện hành. Điều 3, chánh thư ký, chánh văn phòng Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho và nhân sự có ơn tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Ban thường trực trưởng ban kiêm tăng sự thượng tọa Thích Quảng Lộc đã ứng ký. Giờ phút này chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa Thích Nhuận Đức, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Hòa Phong Tây, đến trước lễ đài để trao quyết định bổ nhiệm cho tân tu trì chùa Phước Long. Giờ phút này cung thỉnh cho đoàn phó ban để chúc mừng tân tu trì. Chúng con cung thỉnh thượng tọa về vị trí để an tọa. Vừa qua chúng con thay mặt ban thư ký văn phòng triển khai quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long. Quyết định đến đây đã thành tựu viên mãn. Cuối lời chúc đại lễ được thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm nhận công đức của những đại đức chúc minh bộ phó thư ký phó văn phòng đã điều hành công bố và trao quyết định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư công đức giáo phận chứng minh, kính thưa các cấp lãnh đạo và sư vị các quý cùng nam nữ Phật tử, giờ này là lời phát nguyện nhận nhiệm vụ và cũng là lời tri ân của đại đức tăng trụ trì để thực hành công tác Phật sự cũng như phát triển toàn dương Phật pháp. Xin trân trọng kính mời đại đức Thích Nhuận Bảo và sư huynh đệ cung đối trước chư tôn thiện đức có đôi lời phát nguyện. Xin cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phận, ban chứng minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, chư tôn đức trụ trì các tòng lâm tự viện, kính thưa chư vị khách quý lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận các cấp, thưa cùng nam nữ Phật tử hiện diện nơi pháp hội chùa Phước Long, con sa môn Thích Nhuận Bảo tăng thân chùa Trường Sanh hôm nay có duyên sự đối trước chư tôn đức cúi đầu đảnh lễ giáng lời bát bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa quý liệt vị, hôm nay trong bầu khung cảnh trang nghiêm bổn tự, chúng con được cung đón đại đức và chư tôn khách quý, đồng bào Phật tử thân lâm đạo tràng Phước Long. Vừa rồi
Trong giây phút thiêng liêng, chúng con cung kính đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Long, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong sự bồi hồi xúc động, cho phép chúng con cung kính hướng về sứ trưởng Thượng Tòa Thượng Quảng Hà Lộc, bằng thầy tôn kính của chúng con đảnh lễ với lòng tri ân sâu sắc nhất. Thầy ơi, tiểu bảo ngày xưa, ngày nào của thầy nay đã làm cung lớn, sau hơn 30 năm dưới sự ân cần đầm bọc thương yêu dạy dỗ của thầy, dù có đi đâu về đâu, hình ảnh ngôi chùa cũ sơn bé nhỏ nằm khép mình trong con hẻm nơi phường hai, không bao giờ nhỏ trong tâm cảm. Chỗ này đầu tiên con bước vào nẻo đạo, và cũng từ đó con đã được đón nhận thật nhiều hình ảnh của bậc sư trưởng luôn sống hết lòng vì đạo pháp, vì dân tộc và vì đàn hậu tấn chúng con nữa. Bên cạnh tình thương cao quý hướng thượng của thầy bổn sư, chúng con cũng xin trân trọng dâng lên tấm lòng niềm ơn của Thượng Tòa Thượng Thiện Hạ Ký, vừa là bậc sanh trưởng của người thầy thứ hai, nuôi dưỡng tạo điều kiện cho chúng con trong sự tu tập và kế thừa sự nghiệp vận thiện đạo pháp nơi đây. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị khách quý, được nhiều sự thương yêu đầm bọc chở che của tâm thân Phật tử, nay lại được sự tin tưởng của giáo hội và lãnh đạo các cấp, cho phép con được bồn mót công đức qua cương vị trụ trì, tiếp nối sự nghiệp trăm năm của tổ thầy. Thưa pháp hội, tôi xin phát nguyện trọn đời hy sinh vì đạo pháp, dân tộc, học theo gương sáng của các bậc tiền bối, luôn sống khép mình trong tịnh giới, hướng dẫn đồng bào Phật tử tu hành đúng chánh pháp, dù hoàn cảnh nào cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần hộ quốc an dân của các bậc tiền bối, chấp hành tốt đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, hiến chương giáo hội Việt Phật giáo Việt Nam và kỷ cương trong tăng đoàn, tử thân tài hàng đức mòn. Chúng con tha thiết được tiếp nhận, tiếp tục đón nhận sự thương yêu dạy bảo của các bậc trưởng thượng, là tăng đoàn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền các cấp và sự hỗ trợ của đồng bào Phật tử, để chúng con hoàn thành trọng trách của một vị trụ trì. Cung kính cúi đầu dâng lên lời cảm niệm tri ân, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứng bạch chư tôn đức giáo phận chứng minh, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý nam nữ Phật tử, vừa qua đại đức tăng trụ trì đã có đôi dòng Phật Phật nhận nhiệm vụ trụ trì, đó là một nhiệm vụ vô cùng lớn lao. Tuổi đời đại đức Thích Nhuận Bảo còn trẻ, do đó cần được sự sát tấn chỉ dạy của sư Công Đức. Vào giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Lộc, ủy viên hội đồng trị sự tỉnh ban trị sự giáo hội Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, là người bổn sư và cũng là người lãnh đạo tối cao giáo hội của Phật giáo tỉnh Tiền Giang, cung thỉnh thượng tọa có đôi lời chỉ dạy sát tấn cho đại đức Thích Nhuận Bảo được yên tâm để hoàn pháp và sanh nơi chùa Phước Long này. Chúng con cung kính chùa tọa đến trước
có đôi lời cũng như trao pháp bảo đến với đại đức Thượng Bảo là đệ tử của Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Như Lai Các Đại Chúng Đinh. Nam mô Việt Nam Phật Giáo Lịch Đại Chư Vị Tiền Bối Tổ Sư Bậc Thầy và Chính Giáo. Cung bạch Chư Tôn Thịnh Đức Giáo Phẩm, lãnh đạo Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban Trị Sự Phật Giáo thành phố Mỹ Tho và Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các đồng lâm từ viện trên địa bàn thành phố tỉnh Tiền Giang và các huyện thị lân cận. Kính thưa các vị đại diện khách quý cùng nam nữ Phật tử, sáng nay trong bầu không khí trang nghiêm tại đạo tràng chùa Phúc Long, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành phố phối hợp cùng bổn tự trang nghiêm tổ chức buổi lễ triển khai quyết định bổ nhiệm trụ trì cho đại đức Thích Nhật Bảo được trụ trì chùa Phước Long theo sự thỉnh nguyện của đại đức Thích Thiện Trí và đồng bào Phật tử nơi đây. Cho phép chúng con trên cương vị là thầy bổn sư của đại đức tân trụ trì thay lời cho tăng thân đạo tràng trụ trường sanh có một vài lời dặn dò trước pháp hội ngày hôm nay đối với một đại đức xuất thân từ bổn tự nơi chúng con hành đạo. Thưa cùng đại đức tân trụ trì đạo hiệu Thích Nhật Bảo, có lẽ rằng những lời nói này không phải ngày hôm nay thầy mới nói, mà từ khi các anh em vào chùa học đạo Thế Pháp Xuất Gia là ngày đêm thầy đã ân cần hướng dẫn từ thuở với Pháp Tông. Đối với chúng ta là người xuất gia học đạo có hai hoài bão mà khát khao cháy bỏng luôn thường trực trong tâm khảm của người tu, đó là tự độ và lý tưởng độ sanh. Tự độ ở bản thân người con là thiết tha muốn xuất gia cầu giáo lý Phật Đà để áp dụng cho tự thân mình chuyển hóa tham sân si, trở thành chân thiện mỹ, xứng đáng là người mẫu mực trong chốn thiền môn. Điều đó là một điều mà khát khao thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta luôn muốn đem những gì đón nhận thực chứng của người xuất gia trong vấn đề pháp Phật mà đem quảng truyền cho bá tánh nhân gian để hướng dẫn mọi người trở về nẻo đạo và tu hành đúng chánh pháp. Thì ngày hôm nay thời điểm trụ trì là thời điểm thích hợp nhất để cái vấn đề thể hiện điều đó trong cái ý nghĩa lời sanh của cuộc đời. Từng công việc một, thầy mong rằng từ ngày hôm nay cho đến mãi mãi về sau, đừng quên tâm nguyện này để làm sao tự thân mình chuyển hóa tu tập. Công việc của người xuất gia giữa cuộc đời này, người ta không cần gì cả mà chỉ cần các anh em giữ giới tu hành, là người gương mẫu ở địa phương, ở trong nẻo đạo là cái điều tiên quyết. Vì vậy như lời quân vừa phát nguyện giữa chư tôn đức, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của người xuất gia học đạo. Điều đó thầy mãn lòng và cảm thấy rất hoan hỷ. Nhưng đối với các vấn đề tài hèn đức mọn,
công việc Phật sự, công việc Phật pháp thì nó rộng lớn vô biên. Mong rằng các anh em phải cố gắng thật nhiều và cố gắng làm sao giữ được nét đạo hạnh trang nghiêm của mình trong tâm thân, đừng có cao ngã mạn, đừng nghĩ lại chúng ta là đệ tử của ai làm gì, mà thầy chỉ mong các anh em phải biết rằng chúng ta thọ nhận của Đàn Na Thí Chủ rất nhiều. Vì vậy bổn phận của chúng ta ai ai đi nữa là phải tu hành ở mọi góc độ. Thì hôm nay trước sự chứng minh tôn quý của Đại Tăng, sự tham dự đầy sự trân trọng của các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành phố và xã Đầu Thành cùng địa phương, năm được Phật tử xa gần, thầy mong rằng Dượng Bảo sẽ cố gắng hết sức để làm tròn trọng trách mà nhiệm vụ tăng đoàn vừa giao. Cho phép chúng con thay mặt trong tông phong chùa Trường Sanh được gửi gắm đại đức tân trụ trì chùa Phước Long đến với chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo cấp gần gũi nhất là Phật giáo thành phố Mỹ Tho. Mong quý chư tôn tương tưởng đùm bọc chở che và hướng dẫn cho đại đức Dượng Bảo tân trụ trì chùa Phước Long được sống trọn vẹn và làm tròn bổn phận của mình. Thay lời cho ánh thân chùa Trường Sanh, chúng con cung kính biện ơn chư tôn đức và bạch chư tôn chứng minh. Thưa quý vị các quý, trong cái sự truyền thừa từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, sau khi tuổi cao sức yếu, Ngài đã tuyên bố vào đại định Niết Bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã họp chúng lại và giao cái quyền điều hành công tác của tăng thân thọ đó cho Ngài Đại Ca Diếp. Và lần lượt 33 vị tổ ra đời cũng mang tư tưởng trân quý lời Thế Tôn dạy và trân trọng những gì mà Thế Tôn đã chỉ bảo cho tăng thân trong con đường tu tập chuyển hóa tự thân và hoằng pháp lợi sanh. Hôm nay hướng về Tàu Khê, hình ảnh biểu tượng cội nguồn của Ngũ Gia Tông Phái, thầy xin trao pháp bảo Nguyện Pháp Hoa, Nguyện Nhật Tụng, đặc biệt là luật học. Đây là nền tảng, đây là chất liệu, đây là kim chỉ nam hướng dẫn cho người tu sĩ dù ở cấp độ nào luôn mãi mãi có giá trị. Thầy trao Tam Quyển Kinh luật để cho đại đức làm hành trang gối đầu kế thừa trong sự đón nhận trân quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hãy đại chúng mà cho một tràng pháo tay để chúc mừng Phật tử tăng trụ trì. Cung thỉnh là Phật tọa trở về Nam Mô Chứng Minh Thanh Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể và quý trụ trì, tâm giáo dưỡng một đời nên bề mạng để an sư muôn kiếp có ác trần. Vừa qua Phật tọa vừa là Bổn Sư vừa là một vị lãnh đạo giáo hội đã có đôi lời chỉ dạy đến với đại đức tăng trụ trì, mong rằng đại đức luôn lấy đó để làm tư lương trên bước đường hoằng pháp lợi sanh của mình, và để cho đại đức được vững vàng hơn nữa. Vào giờ này đại đức cũng như toàn thể quý Phật tử nơi chùa Phước Long cung đón trước chư tôn đức đang lắng nghe và chỉ dạy của thượng đẳng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Và thay mặt ban tổ chức, chúng con xin cung thỉnh tổng đoàn đại diện Phật tử nhận đức, phó trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, phó trưởng ban thường trực ban tăng sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, thay mặt ban thường trực có đôi lời huấn từ, xin cung thỉnh tổng đoàn. Ây Di Đà Phật, xin sám hối chư tôn, xin lỗi đại đức MC để được lắng nghe lời chỉ dạy gần gũi nhất
thiết thực nhất trong công việc tại điều hành chùa Phước Long, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và đại chúng ngồi đây muốn được lắng nghe ý kiến của đại đức Thiện Trí, vừa là bậc sanh thân của thầy Nhiệm Bảo và vừa là trụ trì chùa Phước Long. Đối với đại đức Thiện Trí thì là người đã có công rất lớn từ khi kế thừa sự nghiệp của chư vị tiền bối tổ thầy nơi đây, rồi chùa Phước Long cũng trải qua nhiều ảnh hưởng, nhiều cái yếu tố khách quan mà có lúc đã không còn nằm trong liên bộ của quản lý giáo hội. Rồi chính đại đức Thiện Trí là người đã phát tâm lập đơn thỉnh nguyện xin gia nhập chùa Phước Long trở lại sinh hoạt với giáo hội Phật giáo Việt Nam, và từ đó với nhiệm vụ là người quản lý điều hành công tác từ khi được giáo hội cho phép gia nhập trở lại, đại đức đã hết lòng chăm lo phát triển về sự hưng vong của tại đạo tràng nơi đây. Thế thì ngày hôm nay với tuổi cao sức yếu, bệnh duyên rất nhiều, đại đức đã mạnh dạn để trao lại quyền trụ trì cho tăng thân của chùa Trường Sanh. Giờ này trước pháp hội, ban tổ chức cũng muốn được lắng nghe những lời chỉ dạy đầy tấm lòng quy mẫn của người tiền nhiệm trụ trì dành cho đại đức tân trụ trì. Xin trân trọng kính mời đại đức Thiện Trí có đôi lời và sau đó sẽ cung thỉnh thường trực ban trị sự cuối từ chỉ đạo. Rất nhiều chứng minh buổi ngày hôm nay kính thưa toàn thể quý chính quyền các cấp của tỉnh Tiền Giang có mặt trong buổi lễ sáng hôm nay, kính thưa toàn thể quý Phật tử năm lớn buổi lễ trong buổi sáng hôm nay, kính toàn thể quý vị sáng hôm nay ngày 29/2 năm Giáp Thìn cũng là ngày đại kế đạo tràng chùa Phước Long, có thầy đi cung kính kính nhờ ban trị sự Phật giáo thành phố Mỹ Tho cũng như ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhờ sự chấp thuận các cấp giáo hội cũng như các cấp chính quyền các cấp. Hôm nay trở thành đồng chí cục thì thấy cho tìm thấy chúng tôi đồng thể quý Phật tử quý bình khách thầy trụ trì Hội Thánh Bảo Phước Long Bổ Tự như vậy là năm 1972 lúc đó thầy có thầy là 46 tuổi, mình hồi đó là chiến tranh, thành thử ra không biết chết chóc sống chết này sống mai, thành thử ra nhờ cái thời đó thời của mình giáo hội có ổn định thầy đây tu trì Hội Thánh Bảo Phước Long Bổ Tự từ năm 1972 tới hôm nay. Rồi mình đặt lại thầy mới làm đơn xin nhập vào giáo hội năm 1999 và năm 1999 đến nay thì Trí cũng cố gắng hết sức mình để rồi hoàn hóa độ sanh để tăng độ chúng và đặc biệt nhất là từ thiện xã hội kích thở những ngôi nhà chưa có làm cái xã đường đại công ty xã là mạnh từ thiện xã hội nói chung. Và hôm nay được sự thống nhất chung của giáo hội cũng như chính quyền các cấp cho
thầy rất thích niệm bảo và đệ tử được thành thích quảng lộ. Thầy đây có công sanh nuôi em thành thích nuôi cho tu học nay thành thầy. Nay thực sự không biết cùng thầy cũng vui hãy gặp chú Nhị Bảo để kế thừa cho thầy. Có cha người cao niên lớn tuổi rồi đau ốm nói chung thì ổng đi về ngoài còn thầy ở bên trong thầy cũng còn lo giúp được. Thì hôm nay rất là mừng. Trước khi á thầy cũng tâm sự cảm ơn giáo hội, mình cảm ơn chính quyền các cấp. Và cái đó là chú bảo hãy cố gắng thần tử tại gia thì có những cần thơ như thế này: thằng gái nên cả thằng tay uống nước với người đồng chiến thẩm thủy tri nguyên uống nước phải nhớ nguồn. Còn nói gì mình là người tu sĩ như vậy phải nhớ là Phật dạy ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân thương muôn kiếp có đáp đền. Thầy có công sanh không có công dưỡng, còn thượng tọa Thích Quảng Độ đó thì thật sự là dưỡng là cho tu học. Ông thầy rất là mừng hôm nay. Một lần nữa thầy chúc cho tất cả chính quyền các cấp cũng như giáo hội được quý Phật tử nam nữ về dự buổi lễ sức khỏe mai được dồi dào, tăng phúc tăng lộc tăng thọ, rồi cũng bảo cố gắng thừa hành làm theo giáo hội, làm theo từ chỉ đạo của bề trên để lo thừa hành và cho ra bảo. Một lần nữa thầy xin cảm ơn tất cả mọi người nhà trên hết. Qua giờ này xin cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Nguyện Đức, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, phó trưởng ban thường trực ban ban sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đại đạo ban thường trực ban thường tỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bát Đại Chứng Minh. Nam mô Vị Tăng Phật Giáo Chư Đại Đại Tổ Sư Bát Đại Chứng Minh. Nam mô Phước Tông Đường Thượng Chư Thiện Vị Tiền Bối Tổ Sư và Thủy Chính Giáo. Cung bạch Thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Lộ, ủy viên hội đồng trị sự trung ương, trưởng ban trị sự, trưởng ban ban sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, kiêm trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, cũng là thầy hướng sư của đại đức Tân trụ trì Thích Đường Bảo. Kính bạch hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Nhân, ủy viên hội đồng trị sự trung ương, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chư tôn đức ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Tiền Giang. Kính thưa ông Lê Hoàng Liên, phó giám đốc sở nội vụ tỉnh Tiền Giang. Kính thưa ông Như Hoàng Bảo Ngọc, ông Trần Văn Khuê, đồng phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang. Kính thưa ông Bùi Văn Bảo,
trưởng ban dân vận, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho. Kính thưa ông Lê Kim Phúc, phó trưởng công an thành phố Mỹ Tho, ông Lê Văn Hạnh, phó trưởng phòng nội vụ thành phố Mỹ Tho, ông Trần Văn Mừng, nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho. Kính thưa ông Ngô Văn Tính, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đào Thạnh. Kính thưa ông Võ Hữu Tài, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đào Thạnh, cùng quý vị trong đoàn. Kính thưa toàn thể tất cả quý nam nữ Phật tử tham dự buổi lễ bổ nhiệm trụ trì cho đại đức Thích Nguyện Bảo tại chùa Phước Long sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý lễ vị, trước tiên chúng tôi xin được chúc mừng cho đại đức tân trụ trì chùa Phước Long đã được thượng tọa bổn sư và đại đức nguyên trụ trì chùa Phước Long chọn để làm người kế thừa và điều hành mọi công tác Phật sự tại chùa Phước Long này. Và quý nam nữ Phật tử tại chùa Phước Long hôm nay đã có được một vị thầy tân trụ trì tiếp nối đại đức nguyên trụ trì để hướng dẫn quý vị tu tập tại chùa Phước Long này. Thay lời ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, có đôi lời đến đại đức tân trụ trì chùa Phước Long Thích Nguyện Bảo hôm nay. Thưa đại đức, Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi đàn thiện phát tâm. Đại đức vô cùng có phước báo là được thượng tọa ân sư truyền trao giáo pháp và truyền trao kinh nghiệm để rồi hôm nay trưởng thành bước lên ngôi vị trụ trì. Và đại đức được thừa hưởng từ vị thân sư của mình tại ngôi chùa Phước Long này để được trưởng thành khôn lớn và tiếp tục con đường của thân sư mình, thầy hữu sư mình để hoằng pháp độ sinh nơi đây. Đây là một công đức phước báo vô cùng to lớn mà đại đức tân trụ trì có được, bởi vì đại đức được thừa hưởng từ nơi thầy bổn sư, từ nơi thân sinh của mình để kế nghiệp các bậc tổ thầy ở tại chùa Phước Long này. Đã trải qua 6 đời trụ trì, hôm nay đại đức là người trụ trì kế thừa đời thứ 7. Chúng ta là những người đi trên con đường giải thoát mà Đức Phật đã dạy. Đại đức hôm nay đã tiếp nhận một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của người xuất gia, đó là trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng ở trong ngôi nhà giáo pháp của Đức Phật và giữ gìn tam tạng kinh điển hoàn truyền giáo pháp của Đức Phật là một trọng trách vô cùng cao cả và thiêng liêng. Và đại đức đã trưởng thành để được kế thừa sự nghiệp của các bậc tổ thầy ở nơi đây, là một sứ giả của Như Lai
sứ giả của Như Lai là chúng ta phải tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, làm việc của Phật và thực hành lời dạy của Phật để chúng ta có được nội lực tu tập của chính mình mà hoằng pháp độ sinh. Bởi vì nói cho cùng, suy cho tận, người tu của chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp và chúng ta lấy giới luật làm bậc thầy cao cả trên con đường hoằng pháp độ sinh. Và chúng ta đang sống trong xã hội phát triển thì Đại Đức Tân Trụ Trì phải cần có nhiều kiến thức về thế học, có cần nhiều kiến thức về Phật học hơn nữa để chúng ta tiếp tục công việc của các bậc tổ thầy để làm. Vì thế, việc tu tập là việc chính của người xuất gia. Nhờ sự tu tập đó, chúng ta có nội lực vững vàng thì chúng ta mới có thể tiếp tăng độ chúng, hướng dẫn Phật tử tu hành đúng với chân pháp. Cho nên trước tiên, khi đã phát nguyện tu tập từ khi mới đến phá xuất gia cho tới ngày được đi tham học ở các nơi về tại chùa Phước Long này, rồi hôm nay được thầy bổn sư truyền trao ngôi vị trụ trì cùng thân sinh của Đại Đức truyền trao lại ngôi chùa Phước Long này, thì Đại Đức hãy cố gắng hơn nữa trên bước đường tu tập của chính mình. Vì chúng ta tu là chuyên nghiệp, làm gì làm người tu phải lấy chữ tu làm chuyên nghiệp cho chúng ta trên bước đường tu học. Chính vì thế Đại Đức hãy cố gắng, và trong sự nghiệp hoằng pháp độ sinh, chúng ta hãy lấy hiến chương của giáo hội và quy chế ban tăng sự để chúng ta hành việc đạo. Đó là đứng về góc độ của giáo hội. Còn đứng về góc độ của xã hội, Đại Đức phải quán triệt luật tín ngưỡng tôn giáo để chúng ta hành đạo không phải bị vi phạm các điều mà nhà nước đã quy định. Đây là điều Đại Đức phải lưu tâm, phải lưu tâm vấn đề này. Và người xưa đã dạy những vị trụ trì có ba đức mà cần phải trao dồi cả một cuộc đời làm trụ trì của mình, đó chính là nhân, minh và dũng. Đây là ba đức cần phải có của một vị trụ trì. Nhân có nghĩa là đối nhân xử thế. Một vị trụ trì phải có sự đối nhân xử thế tròn vẹn cả hai vế, đó là đạo pháp và dân tộc. Việc đối nhân xử thế đây rất quan trọng của một vị trụ trì. Trên là có giáo hội và có thầy tổ, có tăng đoàn bảo vệ cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta trên bước đường phụng sự đạo pháp. Chính vì thế Đại Đức phải luôn lấy giáo hội, lấy thầy bổn sư và tăng đoàn làm trọng nhất trong quá trình hoằng pháp độ sinh. Làm việc gì nếu như vượt ngoài tầm của một vị trụ trì, Đại Đức không xử lý được, trên còn có thầy bổn sư thân cận các cụ thân sinh, và trên nữa có giáo hội, Đại Đức hãy thưa thỉnh để chư tăng hướng dẫn cho mình trong quá trình hoằng pháp độ sinh. Đây là việc cần có của một vị trụ trì đối nhân xử thế. Chúng ta làm trụ trì rồi thì việc giao tiếp quan hệ giáo hội, quan hệ xã hội là chúng ta phải tròn cả hai vai. Về mặt giáo hội, Đại Đức phải tuân thủ hiến chương giáo hội, quy chế ban tăng sự trung ương,
rồi tham dự các cuộc họp, các lễ bố tác định kỳ của giáo hội Di Định và các cuộc lễ của giáo hội, cũng như sự vận động của giáo hội về các mặt từ thiện xã hội, Đại Đức phải cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một vị trụ trì về giáo nhân xử thế ở mặt giáo hội. Về giáo nhân xử thế mặt xã hội thì chúng ta phải có sự giáo nhân xử thế gần gũi nhất, đó chính là ở địa phương của chúng ta, ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh. Việc đối nhân xử thế này, Đại Đức phải cần cố gắng làm sao mình cân bằng được vừa sự tu tập của chính mình, vừa kinh tế của ngôi chùa chúng ta đang chủ trì, để chúng ta có cái sự đối nhân xử thế đối với xã hội. Làm chủ trì rồi thì các ngôi chùa chủ trì khác mời mình dựng các cuộc lễ, hãy cố gắng sắp xếp để chúng ta qua lại để gần gũi thân cận các bậc cao đức, các bậc thầy hiền thứ của mình, để các ngài truyền trao cho mình những kinh nghiệm trong quá trình hành đạo, vì tuổi đời của Đại Đức còn quá trẻ. Rồi tới với Phật tử cũng vậy, Đại Đức hãy cố gắng làm sao hướng dẫn Phật tử tại địa phương mở đạo tràng khóa tu để dạy dỗ cho Phật tử, cũng như hoàn thiện giáo pháp của Đức Phật cho Phật tử tu hành đúng với chân pháp. Đây là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà thầy trụ trì phải cố gắng. Về mặt xã hội tiếp theo nữa, đó chính là an sinh xã hội tại địa phương. Khi trụ trì một ngôi chùa rồi thì chính quyền địa phương có vận động về công tác an sinh xã hội. Đại Đức hãy cân bằng cái kinh phí của chùa, rồi chúng ta hỗ trợ cho chính quyền địa phương về các công tác an sinh xã hội, để chúng ta làm tròn cái bổn phận của một vị trụ trì. Đây là tối nhân xử thế ở đời cần phải có của một vị trụ trì. Thứ hai là minh, nghĩa là sáng suốt. Người trụ trì phải sáng suốt tất cả mọi việc. Khi chúng ta quyết định một việc gì đó, hãy sáng suốt và có trí tuệ, có tư duy, có một sự suy nghĩ chính chắn, thì chúng ta mới sáng suốt xử lý tất cả mọi việc trong ngôi chùa của mình. Chính vì thế, sáng xử lý sáng suốt mọi việc thì Đại Đức cần có một cái sự tu tập cho chính bản thân của mình, để chúng ta có một cái trí tuệ phán đoán xử lý mọi việc ở tại chùa chúng ta, làm sao ngôi chùa của chúng ta ngày càng im ấm hòa thuận, trên dưới đều được thuận hòa. Thì như vậy là Đại Đức làm được cái nhiệm vụ thứ hai, đó chính là minh. Thứ ba là dũng, là quyết đoán trong tất cả mọi việc. Vị trụ trì phải có sự quyết đoán để xử lý, chứ trụ trì không phải là nay nghe bên này, mai nghe bên kia, mốt nghe bên nọ, rồi làm cho mọi việc ở trong chùa của mình nó rối tung lên, thì không phải là vị trụ trì sáng suốt và quyết đoán. Mà vị trụ trì phải có chứng kiến cho bản thân của mình để quyết đoán mọi việc làm sao hợp tình hợp lý. Khi trong ngôi tự viện của mình đang trụ trì có sự việc gì đó cần giải quyết, đây chính là cái đức thứ ba mà vị trụ trì cần phải có, cái chính là đúng. Và đối với chúng ta trong xã hội hiện đại, tất cả mọi việc chúng ta làm đều có sự giám sát từ giáo hội cấp trên, giáo hội cấp địa phương và tăng ni cũng như chính quyền Phật tử. Chính vì thế, khi làm bất cứ việc gì, Đại Đức phải thật cẩn thận chúng ta trong tất cả các việc làm. Vì bây giờ đã bước lên ngôi vị trụ trì rồi, không phải như là một tiểu bảo như hồi đời xưa mà Đại Đức đã bảo bạc trong cái lời phát nguyện. Cho nên
làm bất cứ việc gì đại đức cũng phải nghĩ đến thầy tổ, nghĩ đến giáo hội, nghĩ đến tăng đoàn, làm điều mà đại đức cần phải nhớ. Và thưa với đại đức nguyên chủ trì, hôm nay là một ngày vui trọng đại. Đại đức đã hoan hỷ và có lời phát biểu đầy tình thương đối với đại đức Nguyễn Bảo, và thượng tọa ân sư đã dặn dò rất kỹ và trao pháp bảo cho đại đức rồi. Giờ đây đại đức chính thức trụ trì, đại đức nguyên trụ trì và đại đức tân trụ trì tại chùa hướng dẫn Phật tử tu hành với chánh pháp. Và khi mọi việc ở nơi chùa Phước Long này đại đức trụ trì cũng làm gì thì cũng phải thưa với đại đức nguyên trụ trì cũng như thầy quản sư của mình. Không phải bây giờ mình được làm trụ trì rồi thì mình muốn làm gì làm, mình cũng cần thưa thỉnh người trên của mình, làm như vậy thầy của mình sẽ không được vui và sẽ có những điều không hay. Cho nên tuổi còn trẻ, tuổi còn nhỏ hãy khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ. Còn có người trên làm gì cũng phải thưa thỉnh hỏi. Và đại đức nguyên trụ trì cũng quan hệ tạo điều kiện hết mình. Mình đã giao nhiệm vụ trụ trì rồi thì bây giờ để cho đại đức tân trụ trì phát huy dưới sự giám sát của mình. Thấy đại đức tân trụ trì có gì vượt ngoài cái sự hành đạo mà trái với hiến chương, quy chế, pháp luật nhà nước, nhắc nhở ngay liền tức khắc. Bởi vì đại đức nguyên trụ trì thân cận với đại đức tân trụ trì. Và chính vì thế mà đại đức nguyên trụ trì hoan hỷ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho đại đức tân trụ trì. Và một nhiệm vụ nữa đó chính là cân bằng giữa hai thế hệ. Thế hệ của đại đức nguyên trụ trì và đại đức tân trụ trì ở đây cân bằng Phật tử để chúng ta xử lý công việc tại chùa nó được ổn định. Thưa quý vị Phật tử tại chùa Phước Long, trước kia quý vị là đệ tử của đại đức nguyên trụ trì, đã hộ trì đại đức nguyên trụ trì hết mình rồi, thì bây giờ đại đức tân trụ trì Thích Nguyễn Bảo tiếp nối tại chùa Phước Long này, quý vị cũng tiếp tục hỗ trợ cho đại đức tân trụ trì trong mọi công tác Phật sự tại bổn tự Phước Long. Dù là mình đệ tử của đại đức nguyên trụ trì hay là đại đức tân trụ trì nữa, là con một nhà một chùa tại Phước Long này, cho nên chúng ta đừng phân biệt là tôi đệ tử của hòa thượng nguyên trụ trì, đại đức nguyên trụ trì, tôi đệ tử của đại đức tân trụ trì vân vân. Làm như thế thì chúng ta sẽ có cái sự xáo trộn trong sự điều hành tại ngôi chùa Phước Long này đối với đại đức tân trụ trì. Cho nên mong rằng tất cả quý nam nữ Phật tử tại chùa Phước Long này trước sau như một, gắn bó keo sơn với đại đức nguyên trụ trì như thế nào, thì hôm nay đại đức tân trụ trì lãnh nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của thầy mình truyền giao, thì quý Phật tử cũng hộ trì cho đại đức Thích Nguyện Bảo như vậy, để cho đại đức hoàn thành nhiệm vụ trụ trì. Và cuối cùng xin nhắc đại đức Nguyện Bảo, khi chúng ta trụ trì một ngôi chùa lớn rồi thì bây giờ mình là trung tâm của một ngôi chùa, khi giáo hội cần thì chính quyền cần, và đặc biệt là Phật tử địa phương cần là phải có. Bởi vì trước khi chưa trụ trì thì mình không có phải là đầy đủ nhiệm vụ tròn như vậy, nhưng mà bây giờ trụ trì rồi thì cửa chùa phải rộng mở,
ngày cũng như đêm Phật tử cần là phải có. Không phải đó, Phật tử cần là nó thầy bận rồi, bây giờ tối rồi, khuya rồi, để sáng rồi giải quyết. Thưa Phật tử địa phương, khi cần là sáng trưa chiều tối gì, khi họ cần là trụ trì phải có. Thành thử ra khi làm nhiệm vụ trụ trì rồi, chúng ta phải làm sao cho Phật tử bá tánh ở địa phương này đến cái ngôi chùa này như là một cái ngôi nhà chung chứ không của riêng ai, dành cho bá tánh thập phương chứ không của riêng ai. Thành thử ra đại đức phải làm tròn cái trọng trách của mình, điều hành tại ngôi chùa này để không phụ công ơn của tổ thầy, không phụ công ơn của bậc thân sinh và chính quyền hỗ trợ Phật tử ủng hộ cho mình trong quá trình thành đạo. Chúng tôi nhớ lời của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, ngày nói nơi nào chúng sanh cần thì con đến, nơi nào chúng sanh thỉnh thì con đi, chẳng từ gian lao, chẳng hề khó nhọc. Và Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đầu tiên Thích Tịnh Kiết cũng có nói một câu rằng là những gì chúng ta làm cho giáo hội là đang làm cho dân tộc, những gì chúng ta đang làm cho dân tộc là chúng ta đang làm cho giáo hội. Thành thử ra đại đức hãy cố gắng nỗ lực hết mình để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trụ trì đã nhận ngày hôm nay. Trước khi dứt lời, kính chúc chư tôn giáo phẩm, ban thiền định, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, chư tôn đức tăng ni pháp thể kinh na chúng sanh dị độ, Phật sự hân thông, chúc cho quý vị chính quyền cao cấp luôn luôn được dồi dào sức khỏe để phụng sự cho đất nước Việt Nam quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp. Chúc cho quý nam nữ Phật tử luôn luôn được dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu học, mãi là những người Phật tử hộ trì Phật pháp, làm cho Phật pháp ngày càng viên thịnh hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta xin tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị, vừa qua hội đoàn tham gia hội đoàn về ban trị sự của Hội Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ban chứng minh đã chỉ đạo những vấn đề đức tăng trụ trì để đo lòng tri ân, xin mời đại đức ở thăm đảnh lễ tri ân cúng dường cho chúng đức. Nhất tâm kính lễ hiện tòa đạo tràng chư tôn tịnh đức tăng và tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta chư tôn đức kính thưa toàn thể quý đại vị, quý ngài trở về đây chứng minh và tham dự, cũng có những phần quà và những lãnh quà tư thấm để chúc mừng cho đại đức tăng trụ trì. Vào ngày này xin trân trọng đón nhận phần quà của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Xin mời đại đức tăng trụ trì đến phía trước, cung thỉnh đại đức Thích Huệ Pháp phó trưởng ban tin tính đến khi ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đến trao phần quà chúc mừng tăng trụ trì. Xin mời đại chúng cho một tràng pháo tay. Chúng ta có một đại biểu thân trách nhân đào phong đoàn, tiếp theo đoàn của tỉnh Tiền Giang. Tiếp theo đoàn của tỉnh Tiền Giang, xin mời đại biểu thân trách nhân.
cung thỉnh chư tôn đức trở về con đường. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là các bạn chư tôn đức chúng tôi nhìn thấy sau khi trở về con đường, con cung thỉnh chư tôn đức.